nay ngày 22 tháng 7 năm 2021, tức là ngày 13 tháng 6 năm Tân Sửu, là ngày giỗ cụ Đỗ Viết Long, trưởng ngành họ Đỗ của ngành cả, của ba ngành họ Đỗ ở xã Phúc Thắng, là Đỗ Viết, Đỗ Nguyên và Đỗ Hữu. Trong hoàn cảnh cả nước đang dốc sức tập trung mọi biện pháp chống dịch, tuy nhiên lúc này ở địa phương tỉnh nhà chưa phải là vùng dịch, nhưng chấp hành nghiêm chỉnh quy định giãn cách phòng chống dịch của nhà nước. Gia đình tổ chức giỗ cụ rất đơn giản, trong phạm vi gia đình, với các đại diện con cháu chắt. Mời duy nhất hôm nay là cụ Đỗ Nhật Đức, là hàng em của cụ Long ở ngành họ Đỗ Nguyên. Trong ngày giỗ, cụ Đỗ Nhật Đức đã đến thăm vấn cụ bà Nguyễn Thị Đổi, 101 tuổi, là phu nhân của cụ Đỗ Viết Long. Với tình cảm chị em ân cần, vui vẻ, cười mở. Tuy cao tuổi trên 100 nhưng cụ bà rất minh mẫn, tỉnh táo, tiếp chuyện rất hăng hái với bao những kỷ niệm xưa cách đây 7-80 năm. Chứng sống, cung cấp nhiều tư liệu quý cho công việc sưu tầm, biên tập cuốn lịch sử dòng họ Đỗ huyện Nghĩa Hưng nói chung và dòng họ Đỗ xã Phúc Thắng nói riêng. Bà bây giờ là nóc họ Đỗ, kể rao ruốt các chi nhánh ở bên Hải Hà, Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Lộc, cho đến về Nghĩa Thắng, về Nghĩa Phú. Tôi vừa đi làm lịch sử, đi điều tra, không có một cái cụ nào đẻ ra những cái thằng con họ Đỗ mà bây giờ 101 tuổi. Cụ bây giờ là nóc họ, về thế thứ, về đời, rồi là về tuổi. Cho nên phải thư thả mới chết được. Chị nói là có chú, chị cũng bảo chị nghĩ lắm. Nghĩ ấy? Ừ. Việc gì mà nghĩ? Là, coi như là cũng được. 10 phần thì chị hưởng được 3 phần. Ôi trời, 10 phần mới có 3 phần. Mới có vậy lại còn 7 phần nữa thôi mà. Chết rồi, chết rồi. Nhưng mà em nói thế này nhá. Em nói này. Người ta thì kể rằng là sách cũng nói, các cụ nói là ngũ phúc thọ vi tiên. Nhưng mà bác có một cái quý mà chúng em rất trân trọng là như này. Bây giờ 100 tuổi rồi nhưng mà cái khỏe về trí tuệ nó minh mẫn, không có cái gì quên, không có cái gì lẫn lộn. Cái đó là cái quý nhất. Cái đó là con người dù có giàu có đến bao nhiêu, dù có quyền cao chức trọng đến bao nhiêu, nhưng mà mong được cái trí tuệ nó còn minh mẫn đến cái tuổi 101 là không có đâu bác ạ. Ít lắm. Đấy, thì đến cái này này, nhờ thần tổ cho mới được. Cái này chứ còn cái bản ngã của con người ta nó vô thường mà. Ai biết nó là thế nào, nhưng mà đến bây giờ 100 tuổi rồi nói được những cái câu chuyện từ rất xa xưa vẫn minh mẫn đấy, mà vẫn tinh tai như vậy thì là chị đêm làm chị nghĩ chị kể ra thì trông lên thì không bằng ai, mà trông xuống cũng không bằng ai. Ừ đúng rồi đấy, chữ Hán là tỷ thượng thì bất túc, mà tỷ hạ hữu dư đấy, nhìn xuống dưới là mình hơn nhiều. Như cái hứa của chú, có khi chị cũng xem là hứa của chú. Nếu là xui xẻo, vâng, chị mừng cái chú xui xẻo. Đúng rồi. Vậy cho nên là chú đừng mong chị nhiều đâu quá. Vâng. Đừng không. Mong chị nhiều đâu quá. Bây giờ. Đấy là siêu chùa, siêu chùa, siêu chiều là quý giáo trưởng. Vâng. Rồi chị sẽ nhớ rằng chú nói với chị rằng bây giờ em thấy siêu tuổi phương chiều là em mừng. Rồi. Chị may ra chị được vâng. Không may. Rồi bây giờ thì nói đi nói lại thì nhờ hồng phúc của thần tổ, chị em mình còn đây. Em thì bây giờ bác là ba ghé sang đây, bác là nóc về mọi phương diện, về tuổi tác, về trí tuệ, về lịch sử của dòng họ. Em thì đội sổ, đáng nhẽ là ông cử cơ,
nhưng mà không may cũng vì cái sự nghiệp chung ông hy sinh. Thì em thì này là cái em bé cùng, nhưng mà em sẽ cố gắng, nếu mà bác còn tồn tại như cái sự mong muốn của em thì em cũng bàn với các cháu, mà vừa rồi cũng nói với này với cháu Tiền ý, tức là mình lại quay trở lại cách đây khoảng 70 năm, hơn 70 năm, là lúc đó chiến tranh chống Pháp nó chưa ác liệt, là cụ Rự còn bình sinh, rồi là bác Long còn thanh niên, ông Yên, ông Sơn còn thanh niên đấy, thì ông Thanh, ông Tiếu, ông Ti cũng còn thanh niên, thì là chú cháu anh em các ông ấy đã quy tụ vào một mối mà chọn một cái ngày chạp tổ. Thì bây giờ chúng em là cũng đã nghĩa là có cái sự thống nhất đấy, giữa các gia đình là thôi thì bây giờ tổ mình thì 15, 17 đời bây giờ mình còn truy tìm được, nhưng mà anh em sang cái đất Cồn Vành này là từ khi các cụ sang đây cũng một thế kỷ rồi, bác ấy một thế kỷ đấy rồi thôi. Thì bây giờ anh em mình lại quy tụ các cháu để nhớ tới huân công của tổ phụ sang đây nó vất vả như thế nào. Thế để chọn một cái ngày chạp tổ, thế rồi mình lấy lộc tổ, lấy cái ý chí của các thế hệ làm cái phần thưởng, khuyến học, phát phần thưởng cho các cháu để các cháu động viên các cháu nó học tập nó vươn lên, cốt là một con người hiếu đễ trong gia đình, rồi làm một công dân tốt cho xã hội. Đấy, đấy là cái ý nghĩa thứ nhất là mình chạp tổ của mình tập trung là như vậy. Cái ý nghĩa thứ hai là chúc tụng những cái người làm ăn thành công trong cuộc sống, rồi biết chăm sóc hiếu đễ với mẹ như là bây giờ. Nói vậy như nhà mình bốn đời tại thế đây, bác nha, rồi nè anh chị Tiền nha, rồi các cháu kia nha, rồi các chắc nữa, nó nhìn thấy cụ như thế này, bốn đời gia đình đầm ấm trên một mái nhà như thế này, xã hội bây giờ hiếm lắm bác ạ, đúng không bác? Đấy, vậy cho nên là thôi thì hôm nay thì đáng nhẽ là ngày quý kỵ của bác Long là anh cả của đất Cồn Vành ngày, làm sao lại có ba cái ông là ông Long rồi là ông Yên, ông Ti lại đều dỗ vào ngày 13. Ừ, ông Long là anh thì là tháng 6, xong đến ông Yên là thứ nhì thì tháng 8, xong đến ông Ti là tháng chạp 13 đấy. Thì nếu như mà nó không phải Covid như này, xã hội mà người ta không giãn cách ấy, thì hôm nay là mình cũng phải tổ chức 10-15 âm tập trung. Không năm này thì sang năm chắc chắn thì là mình sẽ làm được. Em vừa nghe cái tin như này, vừa rồi là thằng cháu Bằng đấy, nó doanh nghiệp của nó tuy rằng là cũng khó khăn về Covid ấy, nhưng mà riêng anh ấy là cũng ủng hộ cho một cái viện, cái truyền thống của cái đơn vị trước anh ấy là học tập công tác ấy, mà một cái máy thở và những cái thiết bị y tế đấy, để mà góp phần với nhà nước, góp phần với lại những người thầy thuốc có trách nhiệm là chữa cái bệnh Covid cho dân, trị giá nó khoảng độ hơn 400 triệu. Thì tất nhiên là có tiền mới làm được, nhưng mà nếu có tiền mà không có tâm thì còn phá hoại chứ. Đấy, nhưng mà làm được như thế thì mình cũng đáng trân trọng. Thôi thì mình không làm được cái gì to lớn thì cũng làm cái việc nhỏ nhỏ, ví dụ như là chị em mình giữ gìn sức khỏe này, để nhắc nhở các cháu là ra ngoài giữ gìn những cái quy định của xã hội này, thế là mình yêu gia đình để yêu đất nước rồi đấy. Tháng 8 năm ngoái chị muốn xuống nhà chú để chị em tình cảm nói chuyện. Vâng. Nhưng mà chị xuống đến chợ thì nó mệt lắm. Ừ. Thế là mới có trăm tuổi có đáng bao nhiêu đâu mà. Sát dế nó giăng thế ở trên ngoài đường, ở trong chợ nó sát dế ra nó. Nó ngồi ba ngồi đây. Vâng. Đấy là chị cũng mừng. Đấy là con cháu nhà bác Đài đấy. Không. Hay là đứa nào? Tất cả. Đúng rồi. Thì nói chung đấy, não Phật ra mà dáng trần. Con lên bà này cho tấm bánh này. Bà kêu cho nghe. Chứ bảo vậy chứ đi hành khất à. Úi giời. Thôi. Mà không. Đây là chúng con biếu. Không. Đâu bây giờ không thấy bà, bây giờ chúng con trông thấy bà con mừng quá. Bà mở bà khỏe mạnh rồi. Người này bảo
hôm nay mày chơi với con một ngày rồi người bảo phải ngủ với con riêng. À, nghĩ con đợi mình đợi nào nó cho vậy. Vâng, đúng rồi. Mà xuống chỉ bước xuống nhà chú mà xuống lên chợ mệt lắm. Vâng. Thế là chịu. Họ nó kéo cái nó gạt xuống. Vâng. Thế là chú chưa nó cũng vâng. Không, nhưng mà còn nhiều cơ hội. Em cũng chỉ mong là như thế này thì mình. Khi con người ta ấy, cái thân thể này như đạo Phật, em nhớ là có một thiền sư người ta dạy như thế này: gá thành mộng, dạo chơi mộng, tỉnh giấc mộng, cười vỡ mộng. Cuộc đời nó là thế thôi. Thế thì bây giờ mình đã gửi thân vào, gửi cái tâm tư tình cảm vào cái xương thịt này rồi. Xương thịt này nó về với cát bụi thôi. Nhưng mà cái mà mình gửi vào đấy nè, cái trí tuệ này này là cái quan trọng nhất. Thế thì mình du hành mộng, tức là mình có thể ước ao, có thể làm ăn, có thể cái gì, nhưng mà phải lấy cái tâm, lấy cái chính. Đấy. Đúng không bác? Lấy cái thiện làm gốc. Nói đây thì cũng chẳng có ai, có chị em mình với các cháu. Thế mà chị truy đường làm cả cái tiếng mình. Đúng rồi. Hay hay ở trên thế giới chị không có quên à. Ai làm nói như thế nào chị nhớ ý. Chị không quên đâu. Ồ thì Phật đã dạy là nhân quả thì không. Nếu gieo mà hạt lành thì nhất định là gặt hái được quả ngọt. Thế mà gieo hạt mà nó không lành, nó cay đắng thì dứt khoát là phải gặp sự không được thiện lương này. Cái chuyện đó là lẽ thường. Thì thôi mình gian nan vất vả cố gắng vậy. Phải phấn đấu là được ngày nào ấy là trí tuệ phải minh mẫn, phải yêu thương các con các cháu. Thấy cái sự ngang trái chỉ cười mà bảo các cháu các con là tỉnh lại đi, đừng làm cái việc như vậy, không giận nữa. Không giận cũng chẳng mang lại lợi ích gì nữa. Nhưng mà không giận, lúc đó trước tiên phải giận lại chứ. Giận tí xong thôi, giận tí thôi, xong thôi. Nhưng không để ý. Không để ý đến nữa, đừng có để tâm. Đúng rồi. Vậy là được. Nói ông mừng cho nhá. Bộ nước nó làm lâu rồi, năm nay là 50 năm, hơn 50 năm. Mà nó vẫn ngoài. 4 năm. Chồng nó đi vắng ở nhà mẹ con tôi, đúng rồi, còn hơn con gái. Ôi rồi, đúng rồi. Đấy, 4 năm chồng đi vắng. Đến lúc chồng nó về từ năm ấy nay, cưới được nó như vậy là con nó gần 50 tuổi. Vâng. Mẹ con chưa có một cái công. Nhưng mà cũng có lúc giận. Không. Thế không giận. Ừ, không giận. Giận thì cứ mà nói là cái con đội được. Vậy. Tôi không để nó cứ ý cái gì hết cả. Vâng. Tôi là cũng là cái phúc đầu tiên là mình. Vâng. Cũng gặp được cháu. Đến thăm gia đình, cụ Đỗ Nhật Đức đang diễn giải, phân tích ý nghĩa của bức tranh sơn dầu treo trong hồ khách do ông Đỗ Kho Bằng là cháu của cụ ở thành phố Hồ Chí Minh kính tặng trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 101 của cụ bà, dịp đầu xuân Tân Sửu 2021, và cùng dự bữa cơm trưa thân mật với gia đình trong ngày dỗ. Tức là cao ly ngày xưa mà Trung Quốc cũng có cái tranh này, nó xuất phát từ triều nhà Lê. Ở Việt Nam thì là vua Lê là khi mà tổ chức thi để kén chọn nhân tài thì những người nào đỗ đầu khoa, ví dụ như là Trạng Nguyên, Thám Hoa, Bảng Nhãn ấy, thì là vua sẽ tổ chức cho một cái lễ là về vinh quy bái tổ. Tức này đã đỗ đầu như vậy, đã đỗ vào cái hàng như thế thì sẽ được bổ nhiệm làm quan trong triều, hoặc là làm một cái quan đầu hàng tỉnh nào đó, thí dụ vậy. Bây giờ không phải diễn giải cái đó, thì cái công lao trước tiên là cái công lao của cha mẹ, công lao của quê hương. Vì thế cho nên là nhà vua mới, khi đã đỗ rồi, đi làm quan rồi, gánh vác việc nước rồi, thì nhà vua ban cho võng lọng, rồi là ta nói theo từ cổ là quân hầu đầy tớ đấy,
thì là phải về để vinh quy bái tổ báo công với tiền nhân, với tiên tổ, với cha mẹ. Và đấy cũng là một cái nghĩa cử để đền ơn những người mà nuôi dưỡng dạy dỗ mình từ cái lúc mà mình độc nặng, và cũng để cho người ta biết rằng người ta sinh ra là có nguồn gốc từ đâu. Đấy, cho nên là cái ý nghĩa này là cái ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, đánh giá về những cái con người biết rèn luyện ý chí, biết học tập trau dồi kiến thức, rồi tích lũy những cái kinh nghiệm sống đấy, rồi là có trách nhiệm làm sao đấy là người quân tử thì là trung quân ái quốc, trung hiếu lễ nghĩa, dũng chí tín, nhiều lắm, không giải thích hết được. Và không những là nhà vua quan tâm đến, mà nó còn có một cái ý nghĩa nhân văn xuyên suốt cái tổ chức Việt Nam, chặt chẽ từ gia đình cho đến ngoài xã hội đấy, và rất là tình người. Cho nên là cái tranh này được người Việt Nam rất là trân trọng. Thế thì năm nay là kỷ niệm 101 năm ngày sinh của, có thể gọi là cụ Tổ Long đi, thì là cháu Đỗ Cao Vàng có muốn nhờ đến cháu Nguyễn Trung Thông là họa lại cái bức tranh này theo điển tích xưa để tặng cụ, và cũng là một cái lời nhắc nhở mình cho các thế hệ con cháu tiếp theo, như là ông Đức, ông Hậu, ông Tiền, rồi con cháu chắc các ông ấy nữa, nhìn vào cái hình ảnh này rồi tìm hiểu thật kỹ cái ý nghĩa của cái bức tranh này, rồi mà phấn đấu làm thế nào đó mà mình trở thành một cái con người trước tiên là có trách nhiệm với gia đình. Mà trong sách của các cụ là ông Tiền ạ, thiên kinh vạn điển, hiếu thuận vì tiền, nên nhớ như vậy. Cái chữ hiếu này hết sức quan trọng với giáo dục mình như vậy. Cho nên là cái bức tranh này là ông Tiền cũng phải được treo ở cái nhà, cái tư gia của ông đây, và đang được trực tiếp phụng dưỡng mẹ đây, thì là cái ý nghĩa tôi nói không hết được, mới chỉ là diễn đạt một phần gửi gắm của các cái tác giả mà tạo nên cái bức tranh này. Trước tiên là cái khung cảnh làng quê, ông này thì cũng không diễn tả được hết những cái khung cảnh lao động, nhưng mà cũng có thuyền bè, rồi cũng có kia, cũng có mục đồng chăn trâu, rồi xa xa cái cảnh đình làng. Rồi ở đây ta nhìn thấy là đầy đủ là mộc, vân, nhân, thú, tức là nhất mộc nhị vân, có cây này, là có mây trời này, rồi có con người mà lại nhiều, rất nhiều sắc thái hoạt động, rồi có cả những cái con vuông thú trên trời, có chim bay. Đấy, cái khung cảnh làng quê Việt Nam nó ấm áp, mà nó cái sinh cảnh nó xanh tươi như thế này, thì không, tôi không phải là nhà văn, không đủ năng lực diễn tả hết được cái ý nghĩa của cái bức tranh vinh quy bái tổ này đâu. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy rằng cái bức tranh này giá trị nhân văn rất cao cả, và chỉ có người Việt Nam đã có thôi, chứ còn tìm trong cái văn hóa của người Tàu, người ta cũng tôn trọng về cái đạo Nho, đạo Lão, rồi đạo Phật lắm, nhưng mà họ không có cái tranh vinh quy bái tổ này. Đấy. Hay là tôi chưa biết đến, nhưng mà tôi chỉ được biết là đọc một số tài liệu, tôi được biết là cái tranh này là xuất xứ ở Việt Nam vào triều đại nhà Lê, không biết là hậu Lê này thôi, tức là từ đời vua Lê Thái Tổ Lê Lợi đấy, không biết chiều nào, chắc là vào cái chiều Lê Nhân Tông, là cái chiều hưng thịnh nhất của triều đại hậu Lê. Với cái tấm lòng của chú với lại của anh em trong ấy, có trách nhiệm có với bác và với gia đình rất là quý mến rồi. Ôi, con bỏ công ra, con bỏ công ra.